Mẫu vẽ hoa hồng này, Sasa sẽ sử dụng cỏ cắt nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một viên bột nhỏ màu đỏ. Chúng ta sẽ làm nhụy của hoa hồng. Sau đó mình sẽ lấy những viên bột nhỏ hơn để mà chúng ta làm những cánh xung quanh. Ở xung quanh phần nhụy của mỗi bông thì chúng ta sẽ có 3 cánh hoa hồng. Và khi mà đi cánh hoa hồng, mình sẽ đặt viên bột và chúng ta sẽ kéo hai phần đuôi nhọn hai bên. 3 cánh hoa hồng này nó sẽ xoay quanh phần nhụy nhưng mà nó sẽ không được dính với nhau nha. Và nếu trường hợp mà nếu như bột nó bị chảy, nó hơi dính các cánh lại với nhau thì chúng ta có thể sử dụng mũi cọ để mà chúng ta tách bột ra. Và khi mà đặt bột thì mình sẽ đặt 3 viên bột này ở 3 hướng xoay quanh tâm. Các bạn thấy đấy, khi mà mình gạt ly quịch, mình sẽ gạt nhiều lần để cho ly quịch trữ trên lông cọ thật là ít để chúng ta lấy được những viên bột nhỏ và nó không bị chảy. Bông hoa hồng đầu tiên thì mình đã làm xong rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm bông kế tiếp. Bông thứ hai này thì đầu tiên mình cũng sẽ đi nhụy luôn. Và sau đó mình sẽ bắt 3 viên bột nhỏ để mà chúng ta làm 3 cánh xung quanh. Mẫu vẽ này trông cũng rất là dễ làm. Tuy nhiên điều quan trọng là khi mà chúng ta đặt các cánh hoa hồng, các bạn cố gắng đừng để cho nó bị dính bột với nhau. Bông thứ hai này Sasa cũng sẽ làm tương tự, y chang như là bông thứ nhất luôn. Vì những viên bột này thì mình đặt nó ở trên nền sân treo cho nên nó khá là chảy. Mình sẽ sử dụng mũi cọ để mà tém bột lại. Và sau khi đã hoàn thành xong bông thứ hai, mình cũng sẽ làm tiếp tục bông thứ ba, tương tự như vậy luôn. Và sau khi đã hoàn thành xong 3 hoa hồng, mình sẽ làm thêm những chiếc lá nhỏ ở xung quanh. Những chiếc lá này thì mình sẽ lấy những viên bột nhỏ và chúng ta kéo hai đuôi nhọn. Ở chính giữa mỗi chiếc lá nhỏ này thì mình sẽ nhấn cho nó một đường gân. Và khi mà chúng ta tán mỏng ra, mình sẽ hơi tán nhẹ thôi vì mình không muốn những chiếc lá này nó xòe bự. Tùy vào khoảng trống trên mỗi móng nhé, nếu mà còn dư nhiều thì chúng ta có thể thêm được nhiều. Và ngược lại, nếu mà còn ít thì chúng ta chỉ cần thêm một vài chiếc lá. Bố cục của mẫu vẽ này nó sẽ hơi lệch về một phía, nên khi mà mình đặt bột để vẽ lá hoặc là hoa, mình cũng sẽ đặt nó nghiêng về một phía luôn. Thế là mẫu ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Tạm biệt!